sự thật về bức ảnh nữ du khách khỏa thân tắm biển Sầm Sơn. Chỉ có 3 người thoát nạn vụ cháy ở Định Công Hạ. Nguyên nhân vụ 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở An Giang. Điều tra vụ hàng loạt xế hộp bị đập kính trong đêm ở Hà Nội. Thí điểm thu gom rác cồng kềnh, người dân có gặp khó. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc hình ảnh nữ du khách khỏa thân ngang nhiên tắm ở biển Sầm Sơn đang lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Hình ảnh này ngay sau đó được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và khẳng định đây là sản phẩm của cắt ghép. Mới đây trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Phong Trần đăng status với nội dung biển thầm thơn, hôm nay đẹp quá, biển rộng mênh mông, kèm theo hình ảnh một nhóm du khách đang tắm biển. Status và hình ảnh này gắn địa điểm Sầm Sơn sóng đánh tụt quần. Đáng chú ý, trong hình ảnh được cho là ở Sầm Sơn, có một người phụ nữ khỏa thân, một người khác không mặc áo để lộ vòng một. Ngay sau khi bức ảnh này được đăng tải đã thu hút dư luận và nhận về không ít những ý kiến trái chiều bình luận bức ảnh. Vụ việc được xác minh sau đó. Một lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cho biết, sau khi có thông tin trên, thành phố đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh. Theo thông tin mới nhất, kết quả xác minh của cơ quan chức năng, hình ảnh này là sản phẩm của cắt ghép, không phải ở Sầm Sơn. Hiện tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên cũng đã gỡ bài viết. Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn khẳng định, hình ảnh đăng tải không đúng sự thật, một phần nào làm ảnh hưởng tới du lịch Sầm Sơn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Trước đó đã từng có rất nhiều vụ việc tương tự được đăng trên mạng xã hội với mục đích câu view câu like. Trước những thông tin tràn lan không xác thực hiện nay, mỗi người dùng mạng xã hội nên tỉnh táo sử dụng, không đi lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận. Liên quan đến vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối ngày 16 tháng 6 tại phố Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có tổng cộng 7 người. Trong đó 3 người tự thoát nạn ra ngoài là chủ nhà và con trai, con gái. Đáng chú ý, chủ nhà tự thoát nạn qua ban công tầng 5 bằng cách nhảy sang mái nhà hàng xóm liền kề. Cũng theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, công trình xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư, điện, nước, kim khí tổng hợp. Quy mô công trình cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 80m². Bên trong nhà có một thang bộ hở và một thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh, tầng 2-3 là kho chứa hàng hóa, tầng 4-5 là phòng ngủ của gia đình, tầng 6 là bếp và phòng khách, tầng tum là phòng thờ và sân phơi. Trước đó vào khoảng 18:22, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207, Định Công Hạ. Nhận được thông tin, công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 19:30, đám cháy đã được khống chế và 20 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Các nạn nhân được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố, đảm bảo kịp thời theo quy định. Vừa qua, người dân ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bất ngờ phát hiện 3 người trong cùng một gia đình tử vong bất thường nên đã lập tức báo tin cho cơ quan công an. Qua quá trình điều tra, mới đây lực lượng chức năng đã xác minh được nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng trên. Cụ thể, 11:20 ngày 16 tháng 6 năm 2024, chị Lê Thị Tuyết Loan, sinh năm 2000, trú ấp Long Phước, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đi ra sau nhà của Ngô Văn Hát, sinh năm 1973, là anh chồng của Loan, phát hiện Ngô Văn Vũ L, sinh năm 2017, con của Hùng nằm bất động. Lúc này chị Loan kêu nhưng L không trả lời nên chị đã leo lên nhà để xem tình hình thì phát hiện anh Hát, cháu L và chị Lê Thị C, sinh năm 1979, vợ của anh Hát đã tử vong.
Lúc này, chị Loan chi hô và trình báo công an xã Ô Long Vĩ. Sau khi được công an huyện Châu Phú báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh xuống hiện trường phối hợp cùng công an huyện Châu Phú, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, nguyên nhân ban đầu xác định anh Hát, chị C và cháu L tử vong do điện giật. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Mới đây, nhiều chủ xe tại chung cư Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội bàng hoàng khi phát hiện kính xe ô tô của họ bị đập vỡ tan tành chỉ sau một đêm. Bước đầu ghi nhận có tới 9 xe ô tô bị đập phá kính, tuy nhiên tài sản trong xe không bị mất mát. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào việc để điều tra nguyên nhân gây ra. Sáng ngày 17 tháng 6, nhiều xe ô tô bị đập phá khi đỗ tại khu vực khuôn viên chung cư CT8A, CT8B và khu vực đường 19 tháng 5 thuộc khu đô thị Văn Quán Hà Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc và làm việc với bị hại là các chủ xe bị đập kính. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an ghi nhận có 9 xe ô tô bị đập kính và theo nhận định, ý đồ kẻ xấu để trộm cắp tài sản. Toàn bộ các phương tiện đều để ở nơi không có người trông giữ. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông sớm có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc và làm việc với bị hại là các chủ xe bị đập kính. Một số chủ xe cho biết họ để xe muộn nhất vào bãi xe khoảng 23 giờ. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, họ nhận được thông tin về việc bị đập phá kính từ bảo vệ chung cư. Chị Trần Thị Hảo, chủ xe 30A90498 là người bán hàng ở tòa CT8A cho biết, vừa nhận được tin báo ra kiểm tra thấy xe bị đập vỡ kính bên ghế trái nhưng không bị mất tài sản và giấy tờ, một số túi quà quê trên ghế cũng không bị mất. Tương tự, anh Nguyễn Hữu Trung, chủ xe 30H4336 và cũng cho biết xe của anh bị đập vỡ kính bên phía ghế phụ, hiện đang kiểm tra tài sản và giấy tờ trong xe để trình báo. Công an Hà Đông xác nhận bước đầu đã có một chủ xe khai báo bị kẻ gian đập kính lấy mất 18 triệu đồng. Được biết đây là khu vực để xe của cư dân, không thu phí. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác minh làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan. Với kích thước lớn và đa dạng, trước đây cả người dân và công nhân vệ sinh môi trường đều gặp khó khăn trong việc thu gom và tập kết rác thải công cành. Thế nhưng, từ tháng 6 năm 2024, tại 23 phường thuộc 5 quận của thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm phân loại rác tại nguồn. Hiện nay, 23 phường đã chủ động công bố các địa điểm tập kết rác công cành, tạo tiền đề cho việc phân loại rác đồng loạt trên địa bàn thành phố. Ghi nhận tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, đa phần người dân đều hưởng ứng. Bây giờ cả chị em môi trường cũng hướng dẫn cái chỗ điểm tập kết ở ngoài này. Thì chúng tôi có cái rác công cành, chúng tôi toàn mang ra đây hết. Có cái điểm này thì là quá tuyệt vời cho người dân rồi. Bởi vì là ngày xưa là phải đi thuê người ấy, mang đi đổ đi vứt lung tung ấy. Tại các cái điểm mà phường đã quy định cho người dân và tuyên truyền người dân để họ tập kết về cái phế thải công cành này thì đơn vị từ 16h30 ngày thứ 6 cho đến 16h30 ngày thứ 7 thì đơn vị bố trí một công nhân mở cửa và đứng tại điểm để hướng dẫn người dân mang rác thải công cành ra để tập kết về đây. Và sau đó thì cuối cái ngày thứ 7, đêm thứ 7 thì đơn vị sẽ tổ chức coi như là bố trí xe để đi thu gom vận chuyển về bãi của thành phố. Đối với công nhân vệ sinh môi trường, việc phân loại rác thải công cành đã phần nào giảm bớt những gánh nặng của họ trong công việc hàng ngày. Bây giờ có cái phế thải, có cái chỗ phế thải công cành này thì chi nhánh sẽ phải là cho một cái xe riêng để là chở đi thì nó rất là thuận tiện. Chị em thì là cũng đỡ vất vả hơn. Bên cạnh những lợi ích mang lại, sau hơn 2 tuần thí điểm, việc phân loại rác thải công cành cũng tồn tại một vài những khó khăn nhất định. Có những nhà thì ví dụ người ta muốn mua một cái tủ, người ta thay thì người ta cũng sẽ phải để cái đồ đấy đến đợt cuối tuần người ta mới ra được cái đợt tập kết. Ở Hà Nội thì chúng mình thì đất thì chật mà người thì đông. Cái chỗ mà để mà chứa chấp những cái đồ mà bỏ đi thì không có. Thế cho nên cái vấn đề này cũng là cái vấn đề bất cập của cái người dân. Tôi cũng mong muốn là nếu như có thể được thì các cấp nới rộng ra, không những là chỉ có vào ngày thứ 6 cuối tuần mà có thể một tuần 2-3 buổi để cho người dân chúng tôi là sẽ sắp xếp mang rác ra nơi tập kết. Trước đây, thành phố Hà Nội chưa có quy định về việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải công cành, nên loại rác này không nằm trong hợp đồng đấu thầu rác thải sinh hoạt ở các quận, huyện.
Nhưng trong thời gian này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đô thị Hà Nội sẽ triển khai thu gom rác thải công cành theo hai hình thức. Người dân mang rác thải công cành đến địa điểm tập kết theo quy định hoặc gọi điện theo số hotline, đơn vị sẽ đến tận nhà thu gom hoàn toàn miễn phí. Trường Hy vọng được thành lập năm 2021 bởi tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng đặt tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19 với mong muốn chia sẻ yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em. Tại lễ trưởng thành của 10 em học sinh lớp 12, các em đã nói lời cảm ơn đến những thầy cô, những người cha mẹ thứ hai của mình. Đây không phải là khóa đầu tiên trường Hy vọng có học sinh tốt nghiệp, nhưng là khóa đặc biệt, bởi các em học sinh lớp 12 năm nay là những học sinh đầu tiên được đón về nuôi dưỡng tại trường Hy vọng kể từ khi thành lập. Và khi mình vô đây thì em cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì cũng có những bạn có cùng hoàn cảnh với mình và cũng đồng hành chung với mình. Và có những bạn thì đôi khi em thấy là kiểu có hoàn cảnh nhiều khi nó cũng tệ hơn em rất là nhiều, cho nên là nó cũng là động lực để em cố gắng. Và ở đây thì em cảm thấy là nó là một gia đình thứ hai của em, cho nên là khi mà em cảm thấy phải rời xa thầy cô, bạn bè ở đây thì em cũng cảm thấy rất là buồn. Sau 3 năm được học tập và sống trong tình yêu thương của nhà trường, cộng đồng, các em đã trưởng thành, chính thức bước vào tuổi 18 và hành trình mới trên giảng đường đại học. Trong lễ trưởng thành, các em học sinh cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua với những câu chuyện mang màu sắc hy vọng, có vui, có buồn, có thách thức, có chiến thắng, một hành trình của những mầm xanh hy vọng vươn lên mạnh mẽ để chạm tới bầu trời ước mơ. Kiểu như là cũng trọn vẹn, có nhiều quá này đấy, cũng xúc động. Mà đang chứ mình thấy chưa có thầy cô ở đằng sau đi lên, khóc luôn. 3 năm một dấu mốc đầy tự hào về sự trưởng thành của các em nhỏ. 3 năm cũng là một dấu mốc khẳng định về sự tử tế của tập đoàn FPT, Quỹ Hy vọng cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng nhà trường. Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, sáng 17 tháng 6, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Lao động. Thay mặt Báo Lao động, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng biên tập Báo Lao động đã báo cáo về những thành tích mà báo đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Lao động đang nỗ lực thi đua đạt được nhiều thành tích để chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày Báo Lao động xuất bản số báo đầu tiên, 14 tháng 8 năm 1929, 14 tháng 8 năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Xuân Môn rất ấn tượng với những thành tích mà Báo Lao động đã đạt được trong bối cảnh kinh tế khó khăn sau đại dịch COVID-19. Đồng chí khẳng định Báo Lao động với tuổi đời 95 năm luôn là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, được độc giả cả nước tin cậy. Thời gian qua, Báo Lao động đã luôn không ngừng đổi mới và sáng tạo cả về nội dung và phương thức làm báo, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và độc giả cả nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương với Báo Lao động trong định hướng thông tin truyền thông. Báo Lao động sẽ không ngừng sáng tạo, đổi mới, tạo lập môi trường làm báo chuyên nghiệp, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo niềm tin đối với bạn đọc trong và ngoài nước, khẳng định vị thế 95 năm trong lịch sử nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tối qua và rạng sáng nay đã diễn ra 3 trận đấu. Tuyển Hà Lan đã ngược dòng thắng 2-1 trước Ba Lan, tuyển Anh giành chiến thắng 1-0 trước Serbia. Trong khi đó, Slovenia cầm hòa 1-1 trước Đan Mạch. Eriksen là người mở tỷ số cho Đan Mạch ở phút 17, sau đó Zaza ghi bàn mang về 1 điểm cho Slovenia. Sau trận đấu này, điều người ta nhắc tới không phải là điểm số, cũng không phải kết quả mà là bàn thắng của Eriksen. Hôm qua chính là tròn 1.100 ngày kể từ thời điểm tiền vệ này bị ngưng tim ở một trận đấu tại Euro. Còn nhớ, vào ngày 12 tháng 6 năm 2021, Eriksen bị ngưng tim và đổ gục xuống sân trong trận đấu Đan Mạch gặp Phần Lan tại vòng bảng Euro 2020. Anh nằm bất động 13 phút trên sân khi các đồng đội khoác vai nhau đứng vây quanh để đảm bảo sự riêng tư. Eriksen khi đó bị coi là đã chết trong 5 phút kể từ khi gục xuống. Thật may mắn, cùng với rất nhiều lời cầu nguyện, tiền vệ này sau đó đã tỉnh dần rồi dần trở lại với bóng đá khi được cấy máy khử rung tim. Khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Slovenia đã đánh dấu khoảng thời gian 1.100 ngày kể từ thời điểm anh bị ngưng tim. Để rồi báo chí quốc tế gọi khoảnh khắc đó là câu chuyện cổ tích mà Eriksen đã vẽ nên tại Euro 2024.
Tối nay và rạng sáng ngày mai sẽ diễn ra 3 trận đấu, đó là màn so tài giữa Romania với Ukraine diễn ra vào lúc 20 giờ theo giờ Việt Nam, Bỉ với Slovakia lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam, Áo với Pháp vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Cặp đấu giữa Áo và Pháp nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt tiền đạo Kylian Mbappe là ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Euro 2024 đánh dấu là giải đấu đầu tiên Mbappe đeo băng đội trưởng của tuyển Pháp. Cầu thủ này cũng bày tỏ sự tham vọng muốn nâng cao danh hiệu Euro 2024 sau khi đã góp công lớn cùng tuyển Pháp chinh phục World Cup 2018 và vô địch Nations League. Mbappe đã trải qua mùa giải 2023-2024 với hiệu suất ghi bàn đáng mơ ước. Anh ghi tổng cộng 44 bàn thắng, kiến tạo 10 bàn khác sau 48 trận đấu cho câu lạc bộ PSG tính trên mọi đấu trường. Riêng ở Ligue 1, tiền đạo sinh năm 1998 ghi 27 bàn và giành danh hiệu vua phá lưới cho dù chỉ đá chính 24 trận. Chính vì vậy, giới mộ điệu có lý do khi chờ đợi ngôi sao vừa cập bến Real Madrid sẽ bùng nổ tại Euro 2024.